vị hồng y lớn tuổi nhất thế giới mừng sinh nhật 100 tuổi. Sinh ngày 19 tháng 2 năm 1919, Đức Hồng Y người Colombia José de Jesús de Pimentel Rodríguez vừa mừng sinh nhật 100 tuổi. Ngài biết ít nhất 9 giáo hoàng. Rất hiếm khi người của giáo hội có thể làm chứng cho một thế kỷ lịch sử, nhưng đây là trường hợp của Đức Hồng Y Pimentel, Hồng Y duy nhất 100 tuổi còn sống, một kỷ lục cho người đến năm 95 tuổi được Đức Thánh Cha Francisco trao mũ đỏ Hồng Y năm 2015. Sinh năm 1919, ít nhất từ khi làm linh mục, Ngài đã thấy ít nhất 7 giáo hoàng, đó là Pio 12, Gioan 23, Phaolô đệ lục, Đức Gioan Phaolô đệ nhất, Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Benedicto 16 và Đức Francisco. Là con út của một gia đình công giáo rất nghèo, Ngài sinh tại thành phố Zapatoca, một thành phố phía bắc của Colombia. Ngài có ơn gọi theo Chúa Kitô từ rất sớm, chịu chức linh mục ngày 14 tháng 2 năm 1941 khi mới 22 tuổi. Như thế, đã 78 năm trôi qua kể từ ngày làm lễ mở tay. Là giám mục khi mới 36 tuổi, Ngài tham dự cộng đồng Vaticano đệ nhị diễn ra từ năm 1962 đến năm 1965. Trong thời gian này, Ngài kết bạn thân tình với ba vị thánh tương lai, Đức Phaolô đệ lục, và Ngài xem là vị giáo hoàng có ánh nhìn dịu dàng và sâu sắc. Từ cộng đồng này, Ngài giữ một kỷ niệm đáng kể. Sẽ có ít vấn đề trong giáo hội nếu cộng đồng này được áp dụng. Ngài đã trả lời như trên trong một cuộc phỏng vấn gần đây khi Ngài sắp được 100 tuổi. Theo Ngài, đây là cộng đồng cuối cùng vì không thể họp các giám mục trên toàn thế giới. Vì thế, Ngài hình dung một cơ cấu với các đại diện của mọi cộng đồng công giáo để dấn thân trong một cuộc thảo luận nhân bản, lành mạnh và quyết định. Dù đã 100 tuổi, Hồng Y Pimentel vẫn theo dõi sát thời sự và đưa ra các quan điểm dứt khoát, nhất là vấn đề Venezuela. Theo Ngài, ông Juan Guaido, người tự cho mình làm tổng thống lâm thời, là một khám phá rất hiếm, có một trí thông minh cũng rất hiếm, và những người ủng hộ tổng thống Nicolas Maduro sẽ không dám giết ông ta. Mừng sinh nhật, trong Đức vâng lời, Hồng Y Pimentel cho biết mình không sợ chết, nhưng sợ tiến trình của nó. Dù sao, Ngài tin chắc gặp Chúa sẽ là một điều tuyệt vời. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos conceda sabiduría para vivir plena salud y plena paz. El Señor nos acompañe siempre.